Không phải Bắc Thiên, Quý Tử Út mới là người đẹp trai nhất nhà Angelina, trổ giò, cao lớn phẫn phao. Kinoch, nhà Angelina, không còn là cậu nhóc bé xíu năm xưa, tuổi 15 cao lớn như quý ông trưởng thành. Mới đây, cánh phóng viên vừa chụp được hình ảnh Angelina và hai con là Zahara và Kinoch cùng nhau xuống phố. Sự xuất hiện của bộ ba nổi tiếng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và báo chí truyền thông. Trong ảnh, Angelina trung thành với trang phục đen quen thuộc, cô trông rất phong cách với giày cao gót, túi xách hàng hiệu và kính mắt thời trang. Đây có thể coi là những phụ kiện chưa từng rời xa nữ minh tinh tiên hắc ám. Angelina cùng con trai và con gái xuống phố. Sự xuất hiện của ba mẹ con gây chú ý với cánh phóng viên báo chí. Bên cạnh mẹ, sinh viên đại học Sahara diện váy ôm sát tối màu kết hợp với đi giày thể thao. Cô gái trẻ trông thực sự năng động. Sahara ngày càng ra dáng thanh niên và đích thực là dáng vẻ của sinh viên đại học. Tuy nhiên, điểm chú ý nhất chính là anh chàng Kinoch, con út của Angelina. Cậu quý tử này đi phía sau mẹ và chị gái. Kinoch giống như vệ sĩ của hai người. Khán giả giật mình vì dáng vẻ của anh chàng 15 tuổi này. Có thể nói Kinoch thực sự trổ giò phỏng phao, cao lớn. Anh chàng còn vượt qua cả chiều cao của Angelina. Dáng vẻ của Kinoch trở thành tâm điểm chú ý. Anh chàng 15 tuổi chẳng khác gì người mẫu khi đi cùng mẹ và chị gái. Kinoch nhận được nhiều lời khen ngợi vì đẹp trai và phong cách. Hơn thế, Kinoch cũng có phong cách thời trang tối giản với áo phông trắng kết hợp với quần tối màu rộng rãi. Anh chàng còn gây ấn tượng với phong cách tự tin khi tay xỏ túi quần. Có không ít cư dân mạng dành lời khen cho Kinoch, thậm chí nhận định anh chàng chính là thành viên đẹp trai nhất nhà, chứ không phải Bắc Thiên hay Mắt Đốc. Nhiều người khen Kinoch đẹp trai hơn cả anh trai Bắc Thiên. Một số fan nhận định, Kinoch thừa hưởng được gen tốt từ bố mẹ. Cậu bé cũng sống khá kín tiếng so với các thành viên khác trong gia đình. Kinoch ít khi thấy xuất hiện vì là con út. Trong khi đó, Bắc Thiên nhận nhiệm vụ tháp tùng các thành viên trong nhà ra ngoài. Hình ảnh Kinoch và Vivian khi còn là những cô bé, cậu bé. Sinh năm 2008, Kinoch là anh em song sinh với cô bé Vivian. Cả hai có tiếng khóc chào đời ở thành phố Nice, Pháp. Kinoch và Vivian là con ruột của Angelina, Julie và Brad Pitt. Cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông từ khi mới chào đời. Nhiều người nhận xét Kinoch và Vivian thừa hưởng khá nhiều nét đẹp của bố mẹ, nhưng lại không giống nhau dù là song sinh.